Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về thực thể số 10, Skin Stealer. Thực thể số 10, hay thường được gọi là Skin Stealer, là những thực thể hình người có thể dùng da của con người để ngụy trang. Chúng ăn thịt người khi đang trong tình trạng đói, và nếu không đói, thì chúng sẽ đi lang thang mà không có mục đích. Máu của chúng có màu trong mờ, và chúng có thể bắt chước giọng nói của con người. Chúng thường được tìm thấy nhiều nhất ở 4 level đầu tiên, nhưng đã được báo cáo là có sự xuất hiện của chúng ở một số level khác. Skin Stealer thường là những sinh vật khá là ngoan ngoãn và hiền lành và sẽ lang thang không mục đích nếu chúng không đói. Trong giai đoạn này, chúng sẽ không có bất kỳ thái độ thù địch nào trừ khi bạn làm kích động hoặc khiêu khích chúng. Trong tình trạng đói, chúng sẽ đi tìm kiếm những người lang thang đang ở một mình và dùng sức mạnh của chúng để xé xác họ. Và tất nhiên, như cái tên, chúng sẽ đánh cắp da của những nạn nhân để có thể ngụy trang. Nạn nhân của chúng thường được tìm thấy là bị giết một cách rất dã man và mất đi hoàn toàn lớp da bên ngoài. Skin Stealer là những thực thể hình người, cao lớn, có làn da màu vàng nhạt với đôi mắt trắng trũng sâu. Lớp thịt bên ngoài của chúng thường được bao phủ bởi những vết xương nhỏ tương tự như phần mút của xúc tu bạch tuộc. Những thứ này dính vào phần da bị xé của con người và kéo vào để làm cho nó vừa khít. Điều này sẽ lặp lại cho đến khi Skin Stealer trông giống hệt một con người. Đây là cách mà chúng ngụy trang. Những vết xương này cũng có chức năng bơm máu và chất dinh dưỡng vào da để tạo nhiệt và độ ấm, làm sao để phù hợp với tiêu chuẩn của một con người bình thường, cũng như ngăn ngừa sự phân hủy. Ngoài ra, chúng cũng có thể chữa lành da, che giấu bất kỳ thương tổn nào để tránh bị lộ hình dạng thật của Skin Stealer. Sau khoảng thời gian là 24 giờ, lớp da mà chúng dùng để ngụy trang sẽ được tiêu hóa qua bề mặt của Skin Stealer và Skin Stealer sẽ chuyển sang trạng thái ngoan ngoãn hoàn toàn. Skin Stealer cũng có khả năng nói, nhưng chúng không thể giao tiếp và cũng không thể hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Chúng sẽ chỉ lặp lại những gì mà chúng nghe được để có thể thu hút con mồi. Skin Stealer rất hiếm khi sử dụng giọng nói của chúng, nhưng đây không phải là cách tốt để có thể phân biệt một người bình thường với một Skin Stealer. Máu của Skin Stealer hoàn toàn trong mờ, do đó cách tốt nhất để xác định một Skin Stealer với một người bình thường là qua máu. Việc nhìn thấy Skin Stealer đã được báo cáo từ hơn 5 năm trước khi tổ chức MEG được thành lập. Là một trong những thực thể đông dân nhất trong The Bike Room, chúng thường là một trong những thực thể đầu tiên mà những người lang thang mới gặp phải. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đi đến phần cuối cùng của video, đó chính là cách để đối phó với Skin Stealer. Đầu tiên, nếu bạn nhìn thấy một Skin Stealer thì hãy đi thật chậm và bình tĩnh nếu bạn nhìn thấy chúng. Thứ hai, đó chính là với bất kỳ ai mà bạn đang đi cùng, hãy kiểm tra máu của họ để chắc chắn rằng họ không phải là một Skin Stealer. Bạn không nên tin tưởng những người lạ ít nói hoặc nói ra các loại từ ngẫu nhiên. Và tất nhiên, khi Skin Stealer đang ở trạng thái ngoan ngoãn thì hãy tránh xa chúng bằng mọi giá, đừng khiêu khích hay làm gì cả trước khi bạn bị xé xác. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.